Tô Chủ tịch cố dựng hình ảnh làm sao xóa hết vết nhơ tội phạm quốc tế. Ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước của Việt Nam chưa được 2 tháng mà đã có những cuộc tiếp kiến với khách quốc tế cũng như công du nước ngoài. Đầu tiên là lần tiếp đón ông Putin. Trong cuộc tiếp đón này, ông Tô Chủ tịch đã không chịu núp sau cái bóng của Tổng Trọng như ông Võ Văn Thưởng trước đây, mong đã thể hiện vai trò của một nguyên thủ quốc gia. Tiếp theo, Tô Chủ tịch có chuyến thăm 2 nước láng giềng là Lào và Campuchia. Nguồn tin cho biết, ngay sau khi lên thay Võ Văn Thưởng, Tô Lâm đã ngỏ ý mời nhà vua và hoàng hậu Hà Lan nối lại chuyến thăm Việt Nam vốn bị gián đoạn trong việc ông Thưởng từ chức. Nói chung, Tô Lâm đang cố gắng xây dựng lại hình ảnh bản thân trên trường quốc tế. Không biết ông Tô Lâm có căm hận Tổng Trọng hay không, khi vì ông Trọng mà vết nhơ bắt cóc của Tô Lâm không thể nào gột rửa được tại châu Âu. Vì ông Trọng muốn bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho bằng được để thiết lập trật tự mới trên bàn cờ chính trị mà Tô Lâm đã phải chấp nhận trở thành một tội phạm bắt cóc quốc tế. Kẻ chủ mưu không hề hắn gì mà kẻ thực hành lại phải gánh hết mọi nhục nhã cho đến ngày nay. Khi ông lên chức Chủ tịch nước, người dân vẫn nhắc đi nhắc lại hình ảnh này. Việc chính quyền của Slovakia liệt Tô Lâm vào hàng tội phạm là một vết nhơ không thể gột rửa. Chính phủ Slovakia trong tư cách là thành viên của châu Âu mà xem nước Tô Lâm là tội phạm thì những nước khác trong khối khó có thể có mối quan hệ bình thường với ông Chủ tịch nước của Việt Nam đầy hung bạo. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự thể hiện nguyện vọng chung của 5 triệu đảng viên thì át hẳn Tô Lâm không thể trở thành nguyên thủ quốc gia, bởi trong đảng không có sự cạnh tranh công bằng. Chỉ có luật của kẻ mạnh thống trị nên một tội phạm như ông Tô Lâm mới có thể trở thành người đại diện cho đất nước. Bộ mặt của Việt Nam chưa bao giờ nhem nhúc như bây giờ. Việc ăn miếng thịt bò rát vàng tại London cũng là một vết nhơ khó có thể gột rửa. Nhưng vết nhơ này không đến mức bị quê về tội phạm với quốc tế, đặc biệt là các nước trong khối châu Âu, khi bị họ soi rất kỹ về tư cách của Chủ tịch nước là một nguyên thủ quốc gia và bị xem là tội phạm, thì đấy là điều rất bất lợi cho 100 triệu người dân Việt Nam. Đấy cũng là nỗi nhục cho dân tộc, nỗi nhục bị một tên tội phạm cưỡi đầu, cưỡi cổ. Chưa lên làm Tổng Bí thư, nhưng ông Tô Lâm đã có tham vọng quá lớn. Có lẽ ông cũng muốn bản thân trở thành một người đứng trong ngôi đền huyền thoại Hồ Giáp, như ông Nguyễn Phú Trọng từng muốn hay sao. Một khi trong tay nắm quyền lực tuyệt đối, thì những kẻ độc tài lại đổ bệnh hoang tưởng, thích tô vẽ cho bản thân mình, mặc dù phía sau họ là cả một quá khứ kinh hoàng. Vào ngày 12 tháng 7, Tô Lâm và đoàn tùy tùng đã tới thăm trường song ngữ Lào Việt Nam mang tên Nguyễn Du, một ngôi trường quy tụ nhiều học sinh gốc Việt tại Lào theo học. Tại đây, Tô Lâm cao hứng sổ ra bài câu kiều như thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Một người bị các nước phương Tây xem là tội phạm, tức là dù ông ta là người chấp pháp ở Việt Nam nhưng đều bị phạm pháp khi ra nước ngoài. Ông là người thiếu đạo đức, bởi khi người dân chết như ngả dạ về dịch bệnh, nhưng ông lại vô tư chè chén xa hoa bằng thịt bò rác vàng đắt đỏ tại London, mặc kệ người dân đói khát. Một người không biết chấp hành luật pháp và thiếu đạo đức nhưng lại lên giọng giảng dạy đạo lý cho kiều bào. Vậy ông Tô Lâm đang muốn gì đây? Muốn theo học cách của Hồ Chí Minh đã làm hay sao? Lãnh đạo của Đảng Cộng sản không mấy ai có được đạo đức. Những nhân cách sáng ngời được báo chí và sách giáo khoa ra giả tuyên truyền từ năm này sang năm khác chỉ là những sản phẩm của sự dối trá. Những con người vĩ đại, những huyền thoại trong ngôi đền thiêng liêng kia đều là sản phẩm của truyền thông dối trá và giáo dục nhồi sọ. Tuy nhiên, những kẻ khai quốc công thần của chế độ có được chỗ đứng trong ngôi đền thiêng vì lúc ấy dân thiếu thông tin. Còn giờ đây, khi đã có Internet, có báo chí tự do, dù là báo chí tự do bị cấm cản, thì cũng đủ để lật mặt nạ những kẻ giả danh, giả nghĩa như Tô Lâm. Dù có xây dựng hình ảnh, nhưng ông Tô Lâm vẫn là một người vô pháp, vô đạo, không thể gột rửa được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Chủ tịch cố dựng hình ảnh làm sao xóa được vết nhơ tội phạm quốc tế. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Bị Tô Chủ tịch tung liên hoàn cước, Trần Cẩm Tú vẫn gắng gượng, tàu khỏe có chi mổ. Ở Việt Nam, báo chí nhà nước còn gọi là báo chí quốc doanh, vốn được người dân gắn nhãn là báo chí nô bộc. Bởi hệ thống báo chí này chỉ để chính quyền sử dụng cho việc tuyên truyền theo ý đồ của họ. Từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua, cung đình kịch chiến, những vụ án lớn như tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo hay tập đoàn Thuận An của Nguyễn Duy Hưng bị đưa lên thớt, khiến hai trong tứ trụ bị rụng ngay sau đó. Nhưng trong giai đoạn này, người dân không hề tìm thấy một thông tin nào thể hiện mối liên quan giữa những vụ bắt bớ với các nhân vật tứ trụ rơi đài, được công khai trên mặt báo. Chỉ có báo chí tự do ngoài sự kiểm soát của chính quyền Cộng sản mới đưa những thông tin này ra để mà phục vụ hàng trăm triệu người dân trong và ngoài nước. Thật ra, báo chí tự do chẳng phải siêu phàm đến mức nhìn trời đoán thời vận như Khổng Minh, mà đơn giản là các phe phái trong Đảng Cộng sản đánh nhau rồi tuôn thông tin ra ngoài cho báo chí tự do tố những kẻ bị đánh. Có thể nói, báo chí tự do bị các phe trong chính quyền lợi dụng để đánh nhau, và nhờ đó người dân mới thấy rõ hơn bộ mặt thật của chế độ này. Hiện nay, việc đánh đấm vẫn đang tiếp diễn, chứ không hề lắng xuống. Sau khi Tô Lâm loại được ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ, thì ông nhắm tiếp đến Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú. Tất nhiên, những thông tin này cũng chỉ được báo chí tự do cung cấp cho công luận, còn báo chí nhà nước thì vẫn im thìn thít. Việc đánh vào Trần Cẩm Tú, Tô Lâm đã chuẩn bị từ rất lâu, và hồi tháng 10 năm ngoái, theo tờ Thể báo.d đã nhận được tin nội bộ cho biết, Tô Lâm sẽ cài Thiếu tướng Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương để theo dõi, giám sát và thu nhập bằng chứng bất lợi cho Trần Cẩm Tú. Thì ý rằng sau đó không lâu, Vũ Hồng Văn được thuyên chuyển vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Việc cài Vũ Hồng Văn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đường truyền đầu tiên mà ông Tô Lâm tung vào mặt Trần Cẩm Tú. Mới đây, Tô Lâm cho hốt trọn ổ công ty cây xanh Công Minh, mà theo thông tin nội bộ cho biết, đây là việc Tô Lâm đang nhắm tới Trần Cẩm Tú. Điều này tương tự như cách ông Tô Lâm sử dụng Phúc Sơn để mà hạ bệ Võ Văn Thưởng, hay dùng Thuận An để mà hạ bệ Vương Đình Huệ. Không biết Trần Cẩm Tú vững đến mức nào mà Tô Lâm tung liên hoàn cước vẫn chưa đổ. Rất có thể cú ra đòn lần thứ hai này của Tô Lâm sẽ khiến Trần Cẩm Tú giã từ sự nghiệp chính trị. Và nếu tung cước lần thứ hai chưa đổ, thì có thể Tô Lâm lại tung cước lần thứ ba hay lần thứ tư. Ông Tô Lâm thường có phương pháp dự phòng trong mọi tình huống. Hiện nay dư luận đang chờ xem Trần Cẩm Tú sẽ chống đỡ ra sao, nhưng vẫn chưa thấy ông phản ứng gì. Vào ngày 10 tháng 7, ông Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị này, ông Tú khẳng định không có việc tranh giành đấu đá nội bộ trong xử lý tham nhũng tiêu cực. Và thông tin này được rất nhiều tờ báo đăng tải. Đang bị Tô Lâm đánh liên hoàn cước, nhưng Tú vẫn gắng gượng nói không có chi, cũng là điều rất dễ hiểu. Bởi lâu nay, dù đánh giết nhau tàn nhẫn đến đâu, nhưng có bao giờ chính quyền này thừa nhận công khai đâu. Cũng phải cần nhắc lại, khi Tô Lâm mới cho bắt Hậu Pháo thì báo chí tự do đã thông báo Võ Văn Thưởng sẽ rụng. Tương tự khi bắt Nguyễn Duy Hưng thì báo chí tự do đã thông báo Vương Đình Huệ sẽ rụng. Đây không phải là đoán mò hay suy diễn, mà là thông tin chính xác từ nguồn tin nội bộ cung cấp. Bao nhiêu đó cũng đủ khẳng định báo chí tự do đáng tin hơn báo chí của nhà nước rất nhiều trong các vấn đề đấu đá cung đình của Đảng Cộng sản. Hay nói khác hơn, báo chí của Đảng Cộng sản luôn phủ nhận chuyện đấu đá dù người dân chẳng mấy ai tin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.d với bản tin bị Tô Chủ tịch tung liên hoàn cước, Trần Cẩm Tú vẫn gắng gượng, tàu khỏe có chi mô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.